Khi mà uống 7 lon như vậy thì chú tham gia truyền thông chú có thấy không? Chú thấy là tỉnh táo, chú chạy về rất bình thường, chú không có một cái gì mà nó lộng quả này để gây lộng rối loạn với người ta. Sau lần này mai mốt là chú đi đám cưới đám tiệc thì chú phải đi một cái taxi nữa đi rồi đó. Ok nha, nhớ là mới làm á, họ nói là